Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Liên Chiểu, gồm các ông Võ Công Chánh, Trần Vũ Duy Mẫn, Nguyễn Thanh Phúc có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiệp Bắc. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu thông tin đến bà con cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố, thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương thời gian qua. Cử tri có nhiều ý kiến phản ánh về vấn đề đã tồn tại trên địa bàn trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thực tế ra mà nói thì đáng xem này các đồng chí nên xem lại. Nó ngắn thôi, ví dụ 1 năm đến 5 năm thôi. Đây các đồng chí kéo dài đến 10 năm, 15 năm thì đáng xem đó thì dân ta ở thế nào đó. Nhà bốn thế hệ thì không thể nào ở được. Tiền thì không có, nhà thì nhà cấp 4 mà làm sao bốn thế hệ ở như thế được. Cho nên đề nghị công chí này ở thành phố và quận tôi cũng có ý kiến. Cái thứ hai bây giờ các đồng chí phải tạo điều kiện cho dân. Làm như thế này, nhà người ta ở thân trội, các đồng chí phải tạo điều kiện cho người ta để người ta. Nếu mà không làm bài án treo thì các ông chí phải cho đất người ta, là đất người ta có rồi, các ông chí phải giải quyết vấn đề đó cho người ta, cho cái cuộc sống của gia đình người ta. Thành phố là nghiên cứu để bổ sung và thay thế cái hệ thống cấp nước sạch cho toàn bộ khu dân cư của ngoài Bắc. Một cái lý do tôi đề nghị ở đây là toàn bộ khi công ty đầu tư Sài Gòn ấy, người ta bố trí người ta làm cái nước sạch này ấy, là cái đường ống dẫn để cung cấp vào trong khu dân cư chỉ cái phi 60 thôi, mà hầu như từ tuyến đầu cho đến cuối là chỉ có 60 đấy, mà mật độ lúc đó là rất thưa. Đến hiện tại bây giờ là mật độ đông quá rồi, cho nên cái người đầu tuyến mở hợp pháp thì coi như là cái cuối tuyến là toàn bộ là không có nước cung cấp. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, lãnh đạo địa phương đã phản hồi trực tiếp cho người dân tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố vừa giải đáp, vừa ghi nhận để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.